Chiếc bánh kem đầu tiên. Dậy chưa My ơi? Dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng còn đi làm con. Vâng, con ra ngay. Lại mì à ba? Không, hôm nay món đặc biệt, phở bò Huế. Món con thích nhất nhé. Sáng ba đi tập thể dục, rồi về tiện mua đó. Ôi, vậy mà con cứ tưởng, ba nhớ nay là sinh nhật con, nên ba đãi món đặc biệt. Cây con bé này, lớn rồi mà vẫn còn tính nhõng nhẽo à. Sao ba có thể quên được sinh nhật con gái của ba được chứ? Quà của con nè. Chỉ có ba là nhất. Con biết là ba sẽ có quà cho con mà. Chưa năm nào ba quên được sinh nhật của con thì phải. Con mở luôn đi, hy vọng là vừa. Wow, ba thật có mắt thẩm mỹ, lại còn nhớ cỡ giày của con nữa chứ. Thôi thôi, vừa là được rồi. Lại ăn sáng kẹo phở nguội đấy con. Tối nay ba trực ca đêm nên mới tặng quà cho con luôn. Con cứ đi chơi cùng các bạn nha. Nhưng mà nhớ về trước 10 giờ nha con. Tiếc quá. Hôm nay mình chỉ ở lại với bạn được đến giờ thôi. Nay trùng hợp cũng là sinh nhật của ba mình, nên mình phải về với mọi người. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha. Sao? Sinh nhật ba của cậu à? Dạ, trùng hợp quá ta. Cho chúng tớ gửi lời chúc mừng sinh nhật bác nha. Ừ, cảm ơn các cậu. Tớ về nha. Bye bye. Bye. Này, ba làm khuya quá. Tội nghiệp ba. Mình tệ thật, đến cả ngày sinh nhật của ba cũng không biết. Trần Văn Tân sinh tháng 6 1956. Sao? Sao không có ngày sinh thế này? Thế này thì làm sao biết ngày nào để tổ chức sinh nhật cho ba đây? À, mình sẽ gọi về cho bà nội. Alo, bà khỏe không ạ? À? Dạ, cháu chỉ là muốn hỏi ngày sinh nhật của ba cháu. Sao ạ? À? Bà không nhớ ư? Bà ráng nhớ giùm cháu đi. Rằm tháng 5 ạ? À? Vâng, dạ cháu biết rồi ạ. À. Vậy là mình cũng đã biết ngày sinh nhật của ba. Còn hơn một tháng nữa, mình sẽ làm một điều bất ngờ cho ba. Mình sẽ mua gì cho ba được nhỉ? À, mua giày đi. Nhưng không biết ba đi size nào. Mình đúng thật là chẳng biết gì về ba cả. Toàn là giày của mình thôi à. Ba ơi, từ ngày mẹ mất, chưa năm nào ba quên sinh nhật của con. Chưa lúc nào ba để con thiệt thòi điều gì. Vậy mà con, sinh nhật của ba, con cũng không biết là ngày nào. Đến size dài của ba, con cũng không biết là size mấy. Con thật là vô tâm quá, ba ơi. Chúc mừng sinh nhật ba. Chúc ba mạnh khỏe và sống vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của ba ư? Dạ đúng vậy. Đúng là hôm nay đấy ạ. À. Ba hãy ước và thổi nến đi ạ. À. Ừ, ba ước con gái của ba mãi mãi xinh đẹp và giỏi giang, sống hạnh phúc. Cảm ơn con gái. Ba rất vui. Đây là sinh nhật đầu tiên trong đời của ba đó. Nào, lần này ba được cắt bánh đúng không? Dạ. Cái nhìn lạc quan. Hôm nay đen thế không biết, chẳng kiếm được bao nhiêu. Thôi đành cố vậy. Thank you.
Này chú nhóc, vào đây đánh hộ anh đôi giày. Ấy cha, anh này tính cách dễ thương quá. Chắc sẽ có nhiều việc cho mình đây. Vâng ạ. Chào cậu chủ, đây là sổ sách hoạt động của nhà hàng ta ngày hôm nay ạ. Ồ, hóa ra anh ấy là chủ cửa hàng này. Cơn ơi to thật. Em ơi, từ tối tới giờ đã có gì bỏ bụng chưa? Anh hỏi em ạ. Ừ, em ăn gì chưa? Anh mời em một bát mì nhé. À, thôi, em cảm ơn. Em ăn tạm cái bánh mì lúc nãy rồi. Vậy à, cố lên em nhé. Anh rất quý những người tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại biết cố gắng vươn lên. Dạ, anh nói sao ạ? Anh rất hiểu hoàn cảnh của em. Anh cũng đã từng có một tuổi thơ nghèo khó, thậm chí còn hơn cả em bây giờ cơ. Khó cả. Trông anh thế này thật không thể tin được, thật vô lý. Làm thế nào để anh có thể giàu có thành đạt như bây giờ được chứ? Cha anh, ông ấy là một người nghiện rượu nặng. Sao ạ? Cha anh cũng nghiện rượu ư? Thế thì anh còn nhờ được gì chứ? Em cũng có một người cha nghiện rượu. Nếu ông ấy không như vậy, chắc đời em đã không ra thế này. Không đâu, sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh thì ngược lại, vì cha anh nghiện rượu nên anh lại càng phải nỗ lực học tập hơn nữa, càng phải giữ mình để thoát khỏi hoàn cảnh mà cha anh đã từng mắc phải. Em có biết không, một doanh nhân nổi tiếng thế giới đã từng nói một câu mà anh vô cùng tâm đắc. Câu gì ạ? Chính vì ngược gió chứ không phải theo chiều gió mà những con diều bay lên cao bãi. Đó chính là câu mà ông Will Churchill, một chính trị gia nổi tiếng người Anh, đã từng nói. Em đã từng chơi diều bao giờ chưa? Tất nhiên là có rồi ạ. Vậy nếu quan sát kỹ, em sẽ thấy cánh diều bay cao là nhờ được gió. Điều quan trọng là trong cơn gió ngược đó, ta có thực sự là cánh diều hay không? Nếu quan sát kỹ, em sẽ thấy cánh diều bay cao là nhờ được gió. Điều quan trọng là trong cơn gió ngược ấy, ta có thực sự là cánh diều không? Anh ấy nói đúng. Mình phải cố gắng, phải vượt lên số phận. Mình phải như một cánh diều, chính vì ngược gió chứ không phải theo chiều gió mà càng bay cao lên mãi. Điều kiện sinh tồn. Thần mưa vừa gọi ta đến họp bàn, chắc là về việc khi nào thì cho mưa xuống. Con giúp ta trông coi đồng cỏ này một lúc nhé. Nhưng mà con vừa mới được phân công đến đây, còn chưa biết rõ về nơi này. Con e... Con chỉ cần chú ý đừng để thảm họa nào xảy ra, đừng cho thế lực nào đến đây đe dọa sự hòa bình ở nơi đây là được rồi. Đằng nào con cũng thay ta tiếp quản công việc ở đây sớm thôi. Ta tin con sẽ làm tốt. Cố lên. Dạ con nhớ rồi. Người cứ đi gặp thần mưa đi ạ. À, tốt lắm, ta đi đây. Thiên nhiên tươi đẹp, nhìn những chú nai đáng yêu kia đang gặm cỏ mà thấy cuộc sống thật yên bình. Con nai tội nghiệp kia sắp bị bầy sư tử ăn thịt, mình phải ngăn lũ sư tử kia mới được. Ông bảo mình không được để thảm họa nào xảy ra. Việc lũ sư tử kia giết chết con nai chẳng phải là thảm họa đó sao? Nhanh còn kịp. Này, khoan đã. Ông ơi, con phải cứu con nai con kia. Vừa nãy con định ngăn cản bầy sư tử sao? Đúng vậy ạ. Con thấy tội nghiệp con nai yếu ớt kia. Ông hãy xem kìa, loài sư tử luôn tấn công và ăn thịt những loài ăn cỏ. Quá đúng như vậy. Còn kia nữa, đám chim kia chúng rất xấu xí. Chúng chẳng tự biết kiếm ăn mà chỉ đợi lúc ăn thức ăn thừa mà các loài khác bỏ lại. Ồ, đúng là con nai ấy rất đáng thương. Nhưng đó là quy luật của tự nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm sự cân bằng đó, chứ không phải là phá vỡ nó con à. Nhưng tại sao ạ? Loài nai kia sao phải sinh ra để làm thức ăn cho sư tử? Còn loài sư tử sinh ra để săn mồi và tiêu diệt những loài khác. Việc đó chẳng phải là thảm họa đó sao? Trong tự nhiên,
mỗi loài đều có vị trí của mình và chúng đều có mối quan hệ lẫn nhau. Loài này không thể tồn tại mà thiếu loài kia được. Nhưng loài sư tử sẽ giúp gì cho loài nai ạ? À? Cả đám chim cần cần kia nữa. Ồ, ta có cách này. Ta cùng con hãy xem, nếu không có sư tử, thì tương lai của loài nai sẽ như thế nào nhé? Con hãy cầm tạm cho ta chiếc gậy này. Ta hãy tạm giữ lũ sư tử ở đây. À, còn cả loài cần cần nữa. Nào, bây giờ hãy đưa cho ta chiếc gậy. Với chiếc gậy này, ta có thể đi tới tương lai hay về quá khứ. Nhưng phải đợi 900 năm thì mới sử dụng được 2 lần. Nhưng không sao, ta nghĩ lần này rất đáng để dùng. Bây giờ, hãy cùng ta đến tương lai để xem mọi việc ra sao nhé. Ồ, ông xem, quả đúng như con dự đoán. Những con nai đang phát triển và đông đúc hơn rất nhiều. Chúng đang rất vui vì không phải đối đầu với sư tử. Quả đúng như vậy. Nhưng ta hãy đi thêm một lần nữa, đến tương lai xa hơn, xem như thế nào đã nhé. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với chúng vậy? Đó là vì chúng phát triển mà thiếu loài sư tử. Nhưng vì sao ạ? Chẳng phải vừa nãy chúng còn đang rất đông đúc đó sao? Đúng vậy. Thời gian đầu, khi không có thú ăn thịt, loài nai sẽ trở nên rất đông đúc. Nhưng thời gian sau, chúng sẽ trở nên quá đông đúc. Đồng cỏ không còn thức ăn cho cả bầy nữa. Sẽ có những con bị chết vì đói, bệnh tật sẽ phát sinh và lây lan, khiến số lượng của chúng bị giảm đi nhanh chóng. Con còn nhớ bầy chim cền cền chứ? Dạ, nhưng sao ạ? Cền cền chính là loài dọn xác chết, ngăn ngừa bệnh lây nhiễm cho cả đồng cỏ. Những con thú bị chết không được dọn dẹp sạch sẽ sẽ bị thối rữa và sinh ra mầm bệnh, rồi lây lan đến những con khỏe mạnh. Nhưng tại sao những chú nai, chúng không di chuyển đến nhiều nơi để kiếm ăn như trước kia ạ? Con hãy nhìn xem, khi không có kẻ thù tấn công, chúng không phải chạy trốn mỗi ngày. Lâu dần chúng sẽ trở nên ngày càng chậm chạp và thụ động. Dần dần chân của chúng sẽ yếu đi và không thể chạy nhảy được nữa. Con nai kia có lẽ sinh ra được khoảng 2-3 ngày rồi, nhưng nó có vẻ vẫn chưa đứng lên được. Trong khi lúc bình thường, chỉ cần vài giờ sau khi sinh ra là chúng có thể đi lại được rồi. Vào lúc này, loài nai đã bị thoái hóa. Quả thật con không hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Con đừng vội nghĩ thú ăn thịt chỉ là kẻ thù của bầy nai. Chúng vừa là kẻ thù của nhau, loại trừ lẫn nhau, nhưng cũng cần nhau để tồn tại. Đó chính là điều kỳ diệu mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra đó con. Thôi, giờ chúng ta sẽ quay lại hiện tại đã. Nào, bây giờ ta hãy trả loài sư tử cho đồng cỏ và cả loài cền cền nữa. Bây giờ con đã hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra nếu thiên nhiên bị mất cân bằng chứ? Dạ, con thấy mình còn phải học thêm nhiều điều nữa. Đúng vậy, mẹ thiên nhiên đã tạo ra những thứ thật vĩ đại và hoàn hảo. Con cần có thời gian quen với nhiệm vụ của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta không phải làm chủ tự nhiên. Chính chúng ta cũng là một phần trong tự nhiên. Ngay cả chúng ta ư? Đúng vậy. Ta và con chỉ được phép gìn giữ và bảo vệ cho muôn loài, chứ không phải sở hữu hay làm chủ chúng. Nếu có kẻ nào không tôn trọng tự nhiên, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!